Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, giá cao su tăng trở lại không chỉ là tín hiệu vui của nhà vườn trồng tiểu điền, mà đó còn là niềm phấn khởi của toàn ngành cao su. Tuy nhiên, không được bao lâu thì nó đã quay đầu sụt giảm vào ngày một xuống thấp hơn. Điều này đang là mối quan ngại lớn cho tất cả những người trong ngành. Câu chuyện vui ngắn ngủi chưa kịp mừng đã tắt. Nút thắt nào đang khiến vàng trắng của Việt Nam vẫn phải quanh quẩn với tình trạng bấp bênh? Và đâu sẽ là giải pháp giúp cho ngành hàng đi qua bức tranh tối màu này? Tất cả những câu hỏi này sẽ lần lượt được trả lời trong vòng 15 phút của chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên, để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, mời quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên VITV vào ngày 14 tháng 6 vừa qua tại địa bàn tỉnh Bình Phước. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Tân Khai, huyện Hấn Quảng, tỉnh Bình Phước. Và đây là một khu vườn cao su đang trong thời kỳ thu hoạch. Ghi nhận tại đây cho thấy, mặc dù đây là thời điểm đầu mùa vụ và giá cả có nhiều dấu hiệu tăng khả quan, tuy nhiên, tình trạng giá cả bấp bênh không ổn định vẫn khiến người nông dân khá lo lắng. Mỗi ngày, lượng mũ cao su mà chị Ngô Thị Mừng, chủ một vườn cao su tại huyện Hấn Quảng, tỉnh Bình Phước, thu hoạch từ 1,5 hectare cao su này là khoảng 60-70 kg. Theo chia sẻ của chị, cách đây hơn một tuần, giá mũ cao su vẫn còn đang khá tốt, ở mức 300-320 đồng một độ, thì mỗi ngày thu nhập của gia đình khoảng 840.000 đồng. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì mức giá khá tốt này lại đang ngày một đi xuống. Đến ngày 14 tháng 6, mức giá thu mua tại khu vực này chỉ còn khoảng 260 đồng một độ. Lúc đầu mùa mới bắt đầu vô thì được hơn 300 đồng một độ. Nhưng bây giờ thì xuống chỉ còn có 260 thôi mà mỗi ngày mới xuống. So với lại năm ngoái thì giá nó cũng thấp gần hơn nữa. Tại vì năm ngoái là cuối mùa là nó lên được gần 500 đồng một độ. Theo chia sẻ của các hộ dân tại tỉnh Bình Phước mà chúng tôi ghi nhận được vào ngày 14 tháng 6, giá xuống thấp như thế này đã bắt đầu từ những ngày đầu tháng 6. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách đây một tháng, tức vào tháng 5, khi mùa vụ khai thác mới bắt đầu, người trồng cao su đã vui mừng. Khi nhiều tín hiệu thị trường khiến người trồng cao su hy vọng, vườn có thể hồi sinh sau gần 5 năm rớt giá thê thảm. Thì lúc đầu được 320 đồng độ. Lúc mà cao thì cũng được 15-16 ngàn ký. Thì họ cứ vô tới nhà mình, họ chở ra, họ mua luôn. Theo đó, người trong ngành cho biết, giá mũ cao su bắt đầu tăng kể từ quý 4 năm 2016, tức là tháng 10 năm 2016, giá cao su đã có sự phục hồi và tăng mạnh ở mức trên 40 triệu đồng một ký. Cho đến khi mùa vụ mới bắt đầu, vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2017, dư âm của lần tăng giá cuối năm trước vẫn khiến cho giá thu mua cao su khả quan. Không chỉ giá mũ cao su trong nước, giá cao su xuất khẩu bình quân những tháng đầu năm 2017 cũng đạt trên 2.000 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm 2016. Diễn biến tích cực này đã giúp cho giá cao su tăng bậc và là niềm phấn khởi của ngành hàng. Nếu so cùng thời điểm thì hiện nay giá đang cao hơn thời kỳ năm ngoái là khoảng 10 triệu đồng một tấn. Nhưng mà so với thời điểm mà của quý 4 2016 thì giá nó thấp hơn. Thì đó là do cũng cái tình hình ảnh hưởng chung của cái tình hình thị trường thế giới nó đã tác động tới cái thị trường nguyên liệu mũ cao su. Giá dầu đã phục hồi, tuy rằng chưa là phục hồi ở giá cao, bởi vì cao su tác động rất là nhiều bởi giá dầu. Cái thứ hai nữa là sau nhiều năm mà cái giá cao su thiên nhiên nó thấp thì các người trồng trọt cao su họ đã cưa đi rất nhiều và đã ngừng đầu tư mới, do đó cái sản lượng thu hoạch không còn dồi dào như năm ngoái. Do đó năm nay thì cái giá cao su nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, so với khoảng thời gian dài 5 năm rớt giá trước đây thì đợt tăng giá này quá ngắn ngủi. Khi mùa vụ vào giai đoạn thu hoạch chính, tức là từ tháng 6 này trở đi, sản lượng cao su thu hoạch tăng dần cũng là lúc giá mũ cao su quay đầu đi xuống, như những ghi nhận vừa rồi từ người nông dân. Kể cả thị trường xuất khẩu, số liệu thống kê cũng cho thấy, từ những ngày đầu tháng 6 đến nay, giá các chủng loại cao su trên thị trường đã giảm từ 50-100 đô la Mỹ một tấn. Chúng tôi cũng rất là quan ngại về việc này, thì phải nói là ngành cao su vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ giá giảm, bởi vì diện tích cao su đã phát triển rộng trong các năm gần đây, thì khi giá thấp thì người trồng ngưng cạo hoặc là cạo chậm. Nhưng khi giá cao trở lại thì có thể người trồng sẽ tìm cách là thu hoạch mũ, thì như vậy có khả năng nguồn cung tăng lên, thì lúc đó thì là lại kéo giá giảm xuống. Cho nên thì chúng tôi nghĩ là vấn đề này cũng khó thể là dự báo ổn định lâu dài.
Câu chuyện giá cả của ngành cao su thời gian này là một câu chuyện khó dự báo chính xác được. Thuận lợi cứ đan xen với khó khăn, tăng giá chưa kịp mừng thì nỗi lo rớt giá lại đè nặng trên vai. Những tưởng cao su có thể khởi sắc hơn sau một đêm dài ảm đạm, nhưng với những biến động liên tiếp xảy ra khiến ngành hàng chao đảo. Tuy ghi nhận thực tế trong vài ngày gần đây, giá cao su có chiều hướng giảm, nhưng các chuyên gia đầu ngành thì vẫn cho rằng đây chỉ là khó khăn nhất thời của đợt xả hàng từ các nước dẫn đầu về xuất khẩu cao su như Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia. Sau đó giá cao su sẽ theo đà tăng trở lại. Liệu đêm đen của ngành cao su Việt Nam đã thực sự đi qua và vàng trắng của Việt Nam sắp quay trở lại như giá trị cách đây 5 năm hay không? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trả lời câu hỏi liệu giá cả bấp bênh như vậy, bao giờ ngành cao su mới thật sự bước qua được giai đoạn khó khăn đã kéo dài nhiều năm nay? Một số doanh nghiệp cho rằng, dù hiện gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng sắp tới ngành cao su sẽ thuận lợi. Nguyên nhân là vì nguồn cung cao su thế giới sẽ giảm trong thời gian tới bởi những chính sách kìm hãm sản lượng. Cụ thể, Thái Lan đang áp dụng chính sách giảm diện tích trồng cao su và hạn chế cạo mũ. Nông dân Ấn Độ và Indonesia cũng đang chặt cây cao su để trồng cây khác hoặc bán gỗ cao su, đã dẫn đến nguồn cung nguyên liệu giảm 2,2%. Nó sẽ ổn định quanh 1.800 tới 2.000 đô la một tấn. Chính vì sự cắt giảm này trong những năm qua đã khiến dự trữ cao su thế giới giảm đáng kể. Tính tới cuối tháng 7 2015, lượng tồn kho cao su thế giới chỉ còn 1.845 triệu tấn. Theo các chuyên gia nhận định, trước tình hình cắt bỏ cây cao su ở các nước, giá cao su sẽ còn tăng ổn định trong vòng 6 năm tới. Bởi nếu trồng cây mới thì phải 6 năm sau mới có thể thu hoạch. Mà cái giá cao su thiên nhiên nó thấp thì các người trồng trọt cao su họ đã cưa đi rất nhiều và đang ngừng đầu tư mới. Do đó cái sản lượng thu hoạch không còn dồi dào như năm ngoái. Do đó năm nay thì cái giá cao su nó sẽ tốt hơn vì cái sản lượng cung nó không tăng lên nhiều so với cầu. Trong khi đó, nguồn cầu cao su thế giới được dự báo sẽ tăng mạnh do ảnh hưởng từ sức mua của thị trường Trung Quốc. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đang có những chính sách cắt giảm thuế trong vòng một năm để hỗ trợ thị trường cao su. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp Trung Quốc đã chụp lấy cơ hội ngàn vàng này để tăng sức mua vào dự trữ. Do đó đã tạo nên một cơn đột biến giá trên thị trường cao su thiên nhiên. Trung Quốc, một trong những nước tiêu thụ cao su lớn trên thế giới, nền kinh tế cũng là khá ổn định, cho nên tạo điều kiện cho cao su phục hồi tăng giá trở lại. Đặc biệt, trong khi sản lượng cao su sản xuất mới và dự trữ liên tục giảm, thì thị trường sản xuất xăm lốp của Trung Quốc lại đang phục hồi. Tuy vậy, luồng thông tin khác lại không lạc quan như vậy. Theo nhận định của luồng thông tin này, trong thời gian tới, gần 50% sản lượng cao su thiên nhiên Việt Nam sẽ khó tìm đầu ra. Bởi ngành công nghiệp xăm lốp thế giới phân khúc tiêu thụ 70% sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, thay đổi cơ cấu nguyên liệu cao su trong sản phẩm lốp xe. Cụ thể, thị trường sản xuất 1/3 lượng xăm lốp thế giới đang chuyển hướng sang sản xuất lốp xe radial, tức lốp không xăm, khi chủng loại này đã lên đến 92% sản lượng sản xuất xăm lốp của Trung Quốc. Theo chia sẻ của một doanh nghiệp Trung Quốc, để sản xuất gần 600 triệu chiếc lốp xe radial mỗi năm, thì trong thời gian tới, quốc gia này sẽ gia tăng nhập khẩu chủng loại cao su SVR 10 và 20, thay vì SVR 3L, nguyên liệu để sản xuất xăm như hiện nay. Có nghĩa 40% sản lượng cao su loại 3L của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ gặp khó. Hai chủng loại cao su SRV10 và SRV20 là hai chủng loại cao su thiên nhiên được nhập khẩu chính của chúng tôi. Trong tổng lượng cao su thiên nhiên nhập khẩu thì 70% chúng tôi sử dụng trong ngành công nghiệp lốp xe. Với việc chuyển đổi sản xuất lốp xe từ lốp bố chéo base sang sản xuất lốp không xăm radial. 3L là cao su sạch. Cái tính năng cao su của nó rất là tốt và thường thường người ta sử dụng để sản xuất các cái xăm xe các loại. Nhưng trên thế giới nhu cầu mà sử dụng xăm bây giờ thì càng ngày nó lại càng ít đi và người ta sử dụng cái lớp không xăm. Thì nếu mà sử dụng lớp không xăm thì có nghĩa là sản xuất xăm sẽ không còn nữa. Và nếu không còn thì sản lượng 3L sẽ giảm. Với xu hướng sử dụng lớp không xăm thì không chỉ Trung Quốc mà 80 quốc gia nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam cũng đang chuyển hướng sang sử dụng cao su thiên nhiên loại SVR 10 và 20. Các chuyên gia cho biết sự thay đổi của thị trường rất đáng lo ngại cho ngành cao su Việt Nam bởi mức độ đáp ứng cầu tiêu thụ của vàng trắng hiện rất thấp. Cụ thể, chủng loại SVR 20 của Việt Nam chưa xuất khẩu được tấn nào, còn SVR 10 tỷ lệ đáp ứng hơn 15%. Còn lại gần 50% sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam sản xuất là chủng loại 3L. Trong khi 600.000 tấn SVR 3L này của Việt Nam hiện chỉ phục vụ cho gần 30% nhu cầu thế giới trong các lĩnh vực kỹ thuật,
như băng tải, ống cao su, găng tay, nệm, v.v. Còn khoản tiêu thụ rộng nhất là 70% thị trường trăm lớp, thì ngành hàng 4,5 tỷ đô la Mỹ này của Việt Nam đang bỏ lỡ. Ban LCV Việt Nam nếu sản xuất mà trong tỷ lệ khoảng 30%+ trên 1 triệu tấn thì số lượng không đáng kể và chúng ta cũng có một cái thị phần trên thị trường này. Do đó là cái việc mà chúng ta vừa tận dụng lợi thế quốc gia, chúng ta vừa vận dụng một cái xu hướng thị trường để làm sao thích nghi, thích ứng được trong thị trường này, đó là quyết định của từng doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định nhu cầu tiêu thụ FVR3L của thế giới sẽ giảm dần trong tương lai khi sam xe không còn sử dụng, đồng nghĩa để kéo cung về gần với cầu thì buộc vàng trắng Việt Nam phải chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang sản xuất mũ 10-20. Do đó, trước mắt, cụ thể là từ nay đến cuối năm, giá cao su thiên nhiên nhiều khả năng sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn, nhưng khó mà xác định được tương lai của ngành cao su nếu không có sự thay đổi. Vâng, thưa quý vị, trước những khó khăn và thuận lợi mà người trong ngành đã thảo luận và thực tế ghi nhận từ hiện trường mà chúng tôi vừa phản ánh, vấn đề đặt ra là ngành hàng cao su phải giải quyết những bất cập này như thế nào để quay trở lại thời hoàng kim của mình. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với thạc sĩ Thái Hồng Khang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Cao su. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông ạ. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, để phát triển bền vững thì trong tương lai ngành cao su phải làm những gì ạ? Để có một cái định hướng phát triển bền vững thì chúng ta nên tập trung vào một số cái sản phẩm mà đáp ứng tốt về cho thị trường, đặc biệt là về chất lượng. Ví dụ như là cao su SVR10 hoặc là 20 thì những cái chủng loại này sẽ có cái thị trường lớn hơn và nó phục vụ lâu dài cho cái ngành cao su. Như ông nói thì để phát triển cao su bền vững thì doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cao su thiên nhiên để phục vụ nhu cầu thị trường. Vậy trên nền hiện nay thì để chuyển đổi cơ cấu sản phẩm thì doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì thêm ạ? Thật ra là ví dụ như dây chuyền 3L chúng ta thì chỉ sự có một số máy nó gần giống như là trong dây chuyền 10-20. Nhưng mà dây chuyền 10-20 là với cái đặc thù là nguyên liệu là loại mũ tạp, cái độ tinh khiết độ không bằng như là không được như là cái dây chuyền 3L. Thì do có nhiều tạp chất, chúng ta phải sử dụng nhiều thiết bị hơn để làm đồng đều và loại tạp chất. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng dây chuyền 3L thì cái khả năng mà loại tạp chất cũng như khả năng làm đồng đều sẽ không bằng so với dây chuyền 10-20 nguyên bản. Nhưng chúng ta có thể giữ dây chuyền sản xuất 3L nhưng thay vào đó chúng ta giảm tỷ lệ tạp chất ở đầu vào từ người nông dân được không ạ? Thực ra thì vẫn có khả năng là được, nhưng mà chúng ta phải thay đổi cái quy trình chế biến một tí. Thì thay vì là cái quy trình của chúng ta là nguyên liệu đầu vào là đi vào xong rồi nó sẽ theo một số thiết bị và cuối cùng đi ra ngay. Thì cái việc mà chúng ta thay đổi, chúng ta gọi là mượn tạm dây chuyền của 3L để sản xuất 10 hoặc 20 thì chúng ta phải thay đổi cái quy trình. Chúng ta đánh đông xong rồi chúng ta cán ra chúng ta ủ. Cần thời gian để cho nguyên liệu nó ổn định, nó đạt cái chất lượng của nguyên liệu, xong rồi chúng ta mới tiếp tục chế biến. Thì chúng ta quay lại dây chuyền cán tiếp. Nhưng mà cái quá trình cán có thể là phải lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải chỉ qua một lượt cán. Tại vì cái dây chuyền 3L giả sử nó có 3 máy thôi, 3 máy cán. Thì bây giờ chúng ta phải, mà dây chuyền của máy cán grep ngoài dây chuyền của 10-20 là chúng ta có tới 7-8 máy cán grep và một số cái thiết bị cắt khác nữa, thiết bị máy cắt rồi máy làm đều rồi này kia. Thì cái quá trình bên 3L chúng ta vẫn có khả năng là mượn tạm, nhưng mà chất lượng nó ra có thể là nó chỉ khoảng được 80% thôi. Để nâng cao hơn nữa chất lượng của sản phẩm cao su thiên nhiên ở đầu ra thì ở đầu vào người nông dân phải làm gì ạ? Về phía nông dân thì thật ra nông dân chỉ bán sản phẩm cho nhà sản xuất thôi. Nếu như mà nhà sản xuất họ yêu cầu cái sản phẩm ví dụ như là sản phẩm mũ đông, không phải làm dạng latex như hiện tại, không phải dạng mũ nước mà họ cần cái dạng mũ đông, thì là nông dân sẽ bắt buộc phải chuyển qua mũ đông. Hiện tại là theo khuyến cáo và theo cái quy trình mà chuẩn thì chúng ta phải sử dụng cái mũ đông tự nhiên, tức là không có hóa chất, không có axit. Nhưng mà các nước khác ví dụ Indo hoặc Thái Lan hoặc Mã Lai, người ta vẫn dùng axit để đánh đông mũ nước. Thì có thể là đánh đông từ trên chén hoặc là đánh đông từ ở trong nhà máy, thì cái đó là tùy thôi, nhưng mà người ta vẫn sản xuất ra được cái chủng loại 10 hoặc 20 đáp ứng được chất lượng vỏ xe. Thì theo ý kiến cá nhân tôi thì chúng ta vẫn có khả năng là sản xuất được cái chủng loại đạt yêu cầu với cái việc sử dụng chất đánh đông axit. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.